Bản tin Kinh doanh và Pháp luật Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kinh doanh và Pháp luật được thực hiện trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 do Bộ Tư pháp chủ trì, Đài tiếng Nói Việt Nam và công ty Alomedia phối hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thay đổi hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh là nhu cầu phổ biến của không ít doanh nghiệp trong quá trình hoạt động để phù hợp với chiến lược phát triển của từng doanh nghiệp. Theo Luật Doanh nghiệp ban hành năm 2020, doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh ngành nghề pháp luật không cấm nhưng để được phép thay đổi hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp phải tiến hành các thủ tục thông báo xin thay đổi ngành nghề kinh doanh với sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính vậy doanh nghiệp cần lưu ý gì khi chuẩn bị hồ sơ và làm thủ tục thay đổi hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp chương trình sẽ có cuộc trao đổi với tiến sĩ luật sư nguyễn văn thanh giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn thái an để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ vấn đề này kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi Xin chào luật sư Nguyễn Văn Thanh ạ. Trước tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, khi chuẩn bị hồ sơ xin thay đổi hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp cần chuẩn bị những văn bản gì ạ? Hồ sơ thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh bao gồm các giấy tờ sau: thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu tại phụ lục đính kèm thông tư 01 năm 2021 của Bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Quyết định của hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Lời của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh. Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh. Biên bản họp của hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh. Đối với doanh nghiệp được cấp giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ngoài các giấy tờ trên, doanh nghiệp cần nộp thêm các giấy tờ như giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký thuế bản sao hợp lệ. Lưu ý, đối với ngành nghề kinh doanh bổ sung yêu cầu vốn pháp định, doanh nghiệp phải đăng ký vốn điều lệ công ty bằng hoặc lớn hơn vốn pháp định cho lĩnh vực đăng ký. Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ chứng chỉ ngành nghề. Đối với từng vị trí công việc. Như vậy trường hợp doanh nghiệp đăng ký các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, hồ sơ cần có thêm các tài liệu chứng minh doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh đó theo quy định của pháp luật. Vâng vậy sau khi có một bộ hồ sơ hoàn chỉnh thì doanh nghiệp cần phải thực hiện các trình tự thủ tục thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh như thế nào thưa ông? Bước 1 kiểm tra ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký kinh doanh tại địa chỉ Đăng ký kinh doanh bước 2 xác định ngành nghề kinh doanh cần bổ sung hoặc bớt và phân mã ngành theo quyết định số 27 2018 của Thủ tướng chính phủ hướng dẫn tra và ghi mã ngành kinh doanh bước 3, nộp hồ sơ tới phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính lưu ý nộp hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh trực tuyến tức là nộp hồ sơ qua mạng trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký kinh doanh. Khi nộp hồ sơ qua mạng cần 7 thao tác sau đây. Một là truy cập vào trang đăng ký kinh doanh vn để đăng nhập từ tài khoản của công ty hoặc đăng nhập bằng chữ ký số công cộng. Hai là đưa chọn hình thức thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Ba là nhập mã số doanh nghiệp cần thay đổi đăng ký kinh doanh. 4 là lựa chọn loại đăng ký để thay đổi bằng cách chọn bổ sung ngành nghề kinh doanh. 5 là chọn tài liệu đính kèm. 6 là thanh toán trực tuyến tại mục thanh toán điện tử trên hệ thống. 7 là hoàn tất việc nộp hồ sơ đăng ký. Khi cập nhật hồ sơ thành công thì trên hệ thống hiển thị biên bản nhận hồ sơ. Bước 5. Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ trong thời hạn 3 ngày làm việc sẽ giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ sẽ thông báo để doanh nghiệp chỉnh sửa, bổ sung. Bước 6. Đến ngày hẹn trả kết quả, doanh nghiệp đến trực tiếp phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư để nhận kết quả. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, việc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh dẫn đến việc thay đổi mục tiêu dự án đầu tư. Nên khi bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với loại hình doanh nghiệp này, phải thực hiện hai bước chính như sau. Bước 1. Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Bước hà, thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ tiến hành tương tự như đối với công ty có 100% vốn của nhà đầu tư Việt Nam. Vâng xin được cảm ơn ông. Chương trình kinh doanh và pháp luật xin được trân trọng cảm ơn Bộ Tư pháp, Ban quản lý chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 đã hỗ trợ thực hiện. Mọi thông tin chi tiết và liên hệ, quý vị vui lòng truy cập website www kinhdoanhvaphapluat com Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.